Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn xác định cái firmware dành cho những dòng FC hiện nay. Thì như các bạn cũng biết là khi mà chúng ta sử dụng một cái FC và đôi khi chúng ta muốn nâng cấp nó lên, nhưng mà để nâng cấp được thì chúng ta phải có được một cái firmware đúng cái version dành cho cái FC của chúng ta. Thì không phải là các bạn muốn up cái firmware gì thì cũng up được nha. Cơ bản là mình phải biết được là cái firmware của mình nó là cái firmware gì thì các bạn mới up được. Còn không á, các bạn up lộn nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ bị đơ cái GPro, có nghĩa là nó sẽ không nhận cái GPro nha các bạn. Nó không nhận cái GPro thì cái con FC của các bạn sẽ không sử dụng được. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn có thể xác định được chính xác cái version của cái con FC mà mình đang sử dụng, nó là cái con nó là cái version nào, để làm gì để cho các bạn. Rồi, các bạn vô My Computer, vô Manage. Rồi, sau đó các bạn vô phần Device Manager nha. Đây là cách để mình xác định cái com cho FC. Các bạn vô cái phần Port. Các bạn để ý nha, UT này, 0 này, com 9 nè. Rồi, ok, xác định được rồi. Quay lại beta, mình chọn com 9 và mình connect. Đó, vậy là vô. Rất là đơn giản để xác định nha các bạn. Chứ nhiều người mà không xác định được cái con mà mình muốn connect á, thì muôn đời muôn thủ nó sẽ không bao giờ nó kết nối được đâu. Ok. Rồi, tiếp theo. Thì các bạn để ý bên góc bên trên cùng ha, sẽ có cái gì, có cái firmware đó. Đây là cái firmware mà hiện hữu của cái FC. Thì nếu mà các bạn để ý một chút xíu, các bạn sẽ thấy hết, thấy luôn cái firmware này, cái tên nè đó, phần mềm. Thì khi mà mình thấy như vậy rồi thì mình sẽ lưu lại. Để làm gì? Để khi mà mình lọc tìm firmware á, cho nó dễ. Chứ còn mà các bạn mà không biết, các bạn không để ý thì nó sẽ không được nha. Và khi mà mình up đúng firmware, các bạn lắc á, thì cái biểu tượng nó mới chạy. Còn không là nó sẽ không chạy đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách để các bạn xác định trong CLI. Thì ở đây á, các bạn để cho nó chạy hết, nó đọc hết cái FC xong á, khi mà nó done rồi nha. Đó, các bạn để ý là nó chạy xong rồi đó. Nó có cái chữ done này, các bạn đánh cái chữ version vô giùm mình, version. Thì ở đây nó sẽ sổ ra. Đó, nó sẽ sổ ra cái firmware mà cái con FC này nó đang xài. Thì từ cái thông số này, các bạn sẽ qua cái phần firmware, các bạn chọn đúng phiên bản cho nó nha. Thì đây là một trong những cách mà để cho các bạn up đúng firmware và FC của mình nó chạy đúng, chứ không là nó sẽ không chạy được đâu. Đó. Thì sau khi các bạn biết được là cái tên rồi, các bạn qua các bạn chọn thôi. Rồi sau khi chọn đúng cái phiên bản thì các bạn chọn bản update mới nhất, nâng cấp cho nó. Và flash, nó đơn giản cực kỳ luôn.